Bản tin địa ốc 24 giờ ngày 21 tháng 9 năm 2024. Người đấu giá đất xảy ra xô xát trong cuộc đấu kéo dài từ chiều đến tối. Hà Nam quy định tiêu chí đấu thầu chọn nhà đầu tư khu đô thị. Công khai các dự án nhà ở xã hội với hàng ngàn căn hộ đang bán ở Cần Thơ. Đề xuất ba nhóm vướng mắc để tháo gỡ, thúc đẩy thị trường bất động sản tại Đồng Nai. Huyện Đan Phượng bất ngờ dừng đấu giá 26 thửa đất Người đấu giá đất xảy ra xô xát trong cuộc đấu kéo dài từ chiều đến tối. Ngày 20 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phú Cát Bình Định xác nhận có tình trạng xích mích xảy ra giữa những người tham gia đấu giá đất được tổ chức tại trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Tiến. Theo clip được lan truyền trên mạng Facebook, một người phụ nữ la lối, mày né ra không rồi dùng tay đánh mạnh vào đầu một phụ nữ khác, khiến nạn nhân kêu la ngồi sụp xuống. Cũng theo clip Tại khuôn viên trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Tiến diễn ra cảnh hỗn loạn mất trật tự. Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại cuộc đấu giá đất vào ngày 16 tháng 9 tại trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Tiến. Theo lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phú Cát, cuộc đấu giá này do huyện mượn trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Cát Tiến để đấu giá 58 lô đất tại khu dân cư phía đông suối Ông Sung, thị trấn Cát Tiến, do Ủy ban nhân dân huyện Phú Cát làm chủ đầu tư. Cuộc đấu giá kéo dài từ chiều đến 21 giờ 30 Đơn vị được thuê tổ chức đấu giá là công ty đấu giá hợp danh Đông Dương. Đây là xô sát giữa những người tham gia đấu giá xảy ra bên ngoài phạm vi cuộc đấu giá. Địa phương đã chỉ đạo công an giải quyết. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Phú Cát cho hay. Hà Nam quy định tiêu chí đấu thầu chọn nhà đầu tư khu đô thị. Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Nam mới đây ban hành nghị quyết quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh. Theo nghị quyết, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư nông thôn được thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí như sau. Thứ nhất, thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất theo quy định tại khoản 27, điều 79 Luật Đất đai. Thứ hai, quy mô về diện tích, khu đô thị theo quy định của pháp luật về xây dựng Khu dân cư nông thôn có quy mô diện tích sử dụng đất từ 3 hecta trở lên. Thứ ba, đối với khu đất chưa hoàn thành bồi thường, hỗ trợ tái định cư, trường hợp trong khu đất thực hiện dự án có phần đất quy định tại khoản 1 điều 217 Luật Đất đai và không đủ điều kiện tách thành dự án độc lập theo quy định của pháp luật về đất đai thì thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đối với cả khu đất. Công khai các dự án nhà ở xã hội với hàng ngàn căn hộ đang bán ở Cần Thơ. Sở xây dựng thành phố Cần Thơ vừa công khai thông tin các dự án nhà ở xã hội đang thực hiện trên địa bàn gồm Trung cư nhà ở xã hội Gia Phúc, quận Bình Thủy với 490 căn hộ đã bàn giao 236 trên 430 căn hộ đủ điều kiện kinh doanh Trung cư nhà ở xã hội Hồng Loan 3C, quận Cái Răng với 1036 căn hộ đã bàn giao 332 trên 616 căn hộ đủ điều kiện kinh doanh Khu trung cư nhà ở xã hội Nam Long 2, quận Cái Răng với 1602 căn hộ đang thi công xây dựng 8 trên 12 khối nhà chung cư đã tiến độ 80%, hiện có 919 căn hộ đủ điều kiện kinh doanh. Chung cư nhà ở xã hội 1 thuộc dự án An Phú Eco City quận Cái Răng với 176 căn hộ đủ điều kiện kinh doanh. Bên cạnh đó, dự kiến trong quý 3 năm 2024, Cần Thơ tiếp tục mời gọi đầu tư dự án nhà ở xã hội tại khu thiết chế công đoàn phường Phước Thới quận Ô Môn, dự kiến có 315 căn hộ. Đề xuất ba nhóm vướng mắc để tháo gỡ thúc đẩy thị trường bất động sản tại Đồng Nai. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã có buổi làm việc với Sở Xây dựng về các lĩnh vực chỉnh trang đô thị, phát triển nhà ở xã hội và thị trường bất động sản, thực hiện quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo báo cáo của Sở Xây dựng về lĩnh vực nhà ở, việc thực hiện mục tiêu 10.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2025 vẫn còn chậm. Sở kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo hai thành phố Biên Hòa, Long Khánh và ba huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom ra soát mỗi địa phương đề xuất ít nhất chọn một khu đất quy mô trên 10 ha hình thành khu đô thị nhà ở xã hội với đầy đủ các công trình nhà ở, hạ tầng xã hội. Đối với các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh đang gặp khó khăn, vướng mắc trong triển khai xây dựng và hoàn thiện dự án, Chuyển nhượng quyền sử dụng, Sở Xây dựng Đồng Nai đề xuất phân loại theo 3 nhóm vướng mắc để tháo gỡ. Phát biểu chỉ đạo, liên quan thị trường bất động sản, lãnh đạo tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các sở ngành tháo gỡ vướng mắc cho hơn 130 dự án bất động sản đang triển khai trên địa bàn tỉnh, báo cáo các cơ quan liên quan trung ương tìm giải pháp tháo gỡ nhằm thúc đẩy phát triển thị trường này. Huyện Đan Phượng bất ngờ dừng đấu giá 26 thửa đất Công ty đấu giá hợp danh số 5 quốc gia, đơn vị được giao tổ chức cuộc đấu giá vừa có thông báo về việc tạm dừng phiên đấu giá đất Đan Phượng đối với 26 quyền sử dụng đất tại khu Trung Vỡ, xã Tân Hội. Lý do được đưa ra là theo yêu cầu của Trung tâm Phát triển Quy đất huyện Đan Phượng để thực hiện công tác giả soát lại quy trình thủ tục, phương án đấu giá theo luật đất đai mới. Việc tiếp tục triển khai tổ chức đấu giá, công ty cho biết sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật và được thông báo công khai sau khi có quyết định và đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đan Phượng. Theo kế hoạch, huyện Đan Phượng dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng 26 thửa đất trên vào sáng ngày 5 tháng 10 tại hội trường Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đan Phượng. Diện tích các thửa đất đấu giá từ 75 đến 102,2 m2, giá khởi điểm hơn 13 triệu đồng trên 1 m2. Người tham gia phải đặt trước tiền từ hơn 196 đến 267,9 triệu đồng một thửa tùy diện tích.